Xin chào anh em game thủ Võ Lâm Trường Kỳ 1. Chào mừng anh em đến với channel của LBT Official. Và ngày hôm nay thì anh em sẽ được chiêm ngưỡng một món đồ gọi là phế vật nhất của Võ Lâm Trường Kỳ 1 anh em ạ. Một món đồ mà có thể nói mà sau khi anh em treo cày cuốc cả đêm, sáng dậy mở máy và thấy một món đồ này trong dương thì tưởng chừng như nó là một món đồ quý giá, trị giá hàng tỷ đồng, thì khi mà giao lên tần số thế giới thì món đồ đó có lẽ là không ai mua đâu mọi người ạ. Bắn shop thì ông tạp hóa, ông hiệu thuốc còn chê nữa anh em ạ. Đối anh em món gì anh em? Là đây, xin giới thiệu anh em, đó là một món đồ đây. Một cây phá tinh trùy cấp 10 anh em ạ, hút nội lực 7. Một cây món đồ mà có thể nói là một cái dòng mà có thể nói là nhiều anh em ao ước có được anh em ạ. Hút nội lực 7. Nhưng rất tiếc nó rơi vào cây trùy anh em ạ. Rơi vào cây trì thật sự là một món phế vật nhất của Lâm luôn. Không ai dùng luôn mọi người ạ. Tại sao lại như vậy? Thì chúng ta cùng lên trường Bạch Nam chúng ta xem thử nha anh em. Đây. Tại sao mà nói là món này là món phế vật anh em ạ? Tại vì Thiên Vương Ba là chúng ta biết rồi. Là một cái kiêu thức là tốn máu anh em ạ. Nó không phải tốn mana. Ui ôi, đông thế. Đông thế. Không có quái đánh luôn anh em ạ. Xin giới thiệu anh em, đây là server công thành chiến.us nhé mọi người. Một server đồ săn hoàng kim môn phái dành cho người đi làm ít có thời gian hoạt động. Đây là server BK này mà vẫn có người đi chen luôn anh em. Đây chúng ta có thể thấy là tại sao mà cái món vũ khí này mà anh em lại kêu là phế vật nha anh em. Đây. Kiêu thức nó là hút tiêu hao sinh mệnh và tiêu hao sinh lực anh em ạ. Còn cái chì này, cái chì hút nội lực. Mà riêng đối với môn phái Thiên Vương Ba này không cần nội lực anh em ạ. Không cần nội lực. Chủ yếu là để giao tần số thế giới thôi. Đây họ may là giao tần số thế giới. Đó giao. Ủa sao đâu nhiều người chen thế ta. Server BK mà nhiều người chen thật anh em ạ. Đó. Úi dồi đông thế. Đông thế. Trời ơi trời. Server BK mà mấy anh em là treo chen ghê ớn ăn thật anh em ạ. Ớn quá ớn quá ớn quá. Đây là món vũ khí hút nội lực. Thật sự đối với Thiên Vương Bang thì cây vũ khí này thì không có tác dụng gì anh em ạ. Chủ yếu là để cắm để lấy thể lực, để lấy nội lực để đi giao tần số thế giới thôi. Thật sự cây vũ khí này thật sự là chỉ có shop mà thôi. Không ai mua mọi người ạ. Đó anh em thấy món phế vật nhất của Võ Lâm không anh em? Nếu mà hút sinh lực thì đáng đồng tiền bát gạo liền anh em ạ. Mà hút nội lực thì vứt đi. Thì theo anh em thì trong Võ Lâm Trường Kỳ 1 thì còn những món đồ nào phế vật nữa anh em? Hãy cùng bình luận bên dưới để chúng ta tìm ra những món phế vật khác tại tựa game này nha anh em. Rồi xin chào anh em nha, hẹn anh em ở video sau. Nếu anh em thích chơi tại server của công thành chiến.us thì anh em hãy tham gia truy cập ngay và tham gia nhóm Zalo góc màn hình nha anh em. Rồi bye bye anh em, hẹn anh em ở một video sau nha anh em. Rồi bye bye anh em nha.